Minh và 6 khóa học tại cơ sở Hà Nội. Và trong suốt 5 năm qua thì chúng ta đã bắt đầu hình thành một cộng đồng MBA Bridge tại Việt Nam với 100 học viên. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa quý thầy cô, sẽ ngày cũng mạnh hơn nữa. Xin được một lần nữa cảm ơn các giảng viên ạ.